À, treo máy thoát trận à? Treo máy thoát trận à? Yes. Nhá anh em, chúng ta có combo 3 nè, ngon không ạ? À, mấy thằng này, mấy thằng này. Ra đây làm gì hả? Úi dồi, từ từ anh em ơi. Mày lại, ui, coi chừng nhá. Mình mới để độ nhạy lên cao nên là thi thoảng bắn hơi ngáo, anh em thông cảm nhá. À, chỗ này có người này. Mày này, cái gì đấy? Yes. Ok luôn anh em ơi, combo 5 rồi này. Uầy, tuyệt vời anh em, tuyệt vời rồi. Gì đấy? Cái gì đây? Thanh niên nào đây? Yes, ui dồi. Lên nào, combo 6 rồi nhá. À đù, anh em thì thú vị không ạ? Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shop sikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay có một cái chế độ rất là vui nha, đó là nhặt thẻ trong phiên bản OB21 nha mọi người. Rồi nha, hiện tại thì chế độ này nó chưa xuất hiện tại server Việt Nam. Và hiện tại thì mình đang chơi chế độ này trên server Thái Lan nhá. Ok, thì với cái chế độ nhặt thẻ thế này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái chế độ mới này nha. Thì cơ bản là nó sẽ là một trận đấu tử chiến thôi. Tức là anh em vẫn thi đấu theo thể thức là 4v4, ok chưa? Rồi nha, và tầm này thì mình sẽ đi kiếm người đấy anh em ơi. Địch đâu cả rồi, à kia. Ok. Ui, nữa hả? Mày này, gì đấy hả? Ui, một đứa này, đứa thứ hai này. Thì sau khi mà hạ gục kẻ địch thì nó sẽ rớt ra những cái tấm thẻ thế này. Và tất nhiên là anh em sẽ nhặt thẻ để tích điểm nha, ok. Team nào 80 điểm thẻ trước thì anh em sẽ là team chiến thắng trong cái chế độ nhá. Mày này, đậu xanh này, gì đấy hả? Ui, anh lại sợ chủ quá cơ. Và hiện tại thì các bạn thấy không ạ? Tức là khi mà team mình chết thì nó sẽ hiện thẻ xanh. Còn nếu mà team địch chết thì nó sẽ hiện thẻ đỏ nhá. Ok chưa? Ui, cái đậu xanh này headshot nhẹ nhàng luôn. Và đây mọi người, mình đã lượm được 4 cái thẻ liên tiếp rồi nhá. Mày này, cái gì đấy? Ui, đồng quá, mình hơi sợ anh em ạ. Này, làm sao đấy hả? Thằng nào nữa kia hả? Đứng lại. À, mày chạy đi đâu hả? Ui, lá anh em ạ. Bởi vì là hiện tại thì mình chơi trên server Thái Lan nên là thi thoảng thì ping nó cũng hơi cao. Đâm ra là nó sẽ gây ra cái tình trạng đấy là giật lag nha mọi người. Mày này, xong chưa? Yes. QDA là 7.0 luôn. Ngon anh em ạ. Ui, vãi trường. Thế anh em, cái chỉ số KDA dành cho bạn nào chưa biết thì đó là chỉ số giết trên chết nha anh em. Hiện tại thì mình chưa chết bạn nào luôn. Uầy, let's go now. Ây, ngộ không. Úi dồi ôi, biến thành ngọn lửa. Khá là thú vị nhỉ, mày này. Làm sao thằng bé nó tính hạ gục tôi cơ anh em. Hiện tại thì đội mình đã có được 48 điểm rồi nhá. Mày này. Tức là anh em càng lượm thẻ, cái combo của anh em càng lớn thì anh em tích lũy điểm càng cao luôn. Hiện tại là mình lượm 9 thẻ liên tiếp rồi anh em ơi. Và chưa bị mất mạng nào luôn. Anh em thấy kinh khủng không ạ? Đấy, KDA 9.0 rồi anh em, phải gắt không ạ? À, thanh niên ở đây hả? Ui, anh lại sợ chủ quá cơ. Tranh thủ qua đây kiếm người cái anh em nhở. Ui, vãi trưởng bắn rát thế. Ơi, thôi xong rồi, phần này toang rồi. Vãi trưởng. Và kẹo khuyến cáo anh em đấy là anh em chơi game trong chế độ này thì mình thấy là P90 là một cái combo súng nó khá là ổn khi mà các bạn được trang bị thêm một keo nhé. Ui, vãi trưởng. Đồng thế. Đồng thế này ai chơi? Đậu xanh nhở? Đậu xanh nhở? Ui, má này móc lốp tôi không ạ? Nghĩ nó chán nhở? Thôi được rồi. Vâng, và chỉ số KDA của mình còn 5.0. Vãi trưởng mấy thằng địch này. Tao là tao phải hạ gục chúng mày rồi nhá. Mày này gì đấy hả? Ba đứa luôn cả. Sợ quá nhỉ. Một đứa này nhặt thẻ. Mày nữa này. Ui, đậu xanh à? Ui, gì đấy? Thì khi mà anh em hạ gục địch các bạn nhặt thẻ thì lập tức là các bạn sẽ full cây máu luôn anh em ơi. Đó, full cây máu luôn nha. Hiện tại là mình đang 200/200 EP nhá. Ui dồi, gì đấy hả? Ngáo ngáo ngơ ngơ đấy. Ui, vãi trưởng. Dụng ông kèo ghê thế anh em ơi. Nó không ngáo lắm đâu. Ok, combo thứ 3 rồi nhá. Let's go now. À, bên này có người đúng không? Chạy đi đâu. Ui, xong. Nữa hả? Mày này, gì đấy hả? Đó, tức là anh em hạ gục một mạng thì các bạn hãy lượm cái thẻ bài. Và đơn giản là anh em sẽ được full cây máu nhá. Đó, cách chơi vô cùng là đơn giản và booyah luôn.
cơ bản là mình lượng combo thẻ bài liên tiếp nó khá là nhiều, thế nên là điểm nó lên rất là nhanh anh em ạ. Và chế độ này thì nó không phụ thuộc vào kill nha, quan trọng là anh em lượng thẻ nhá, kill thì nó cũng ảnh hưởng một phần thôi. Rồi nhá, ok, tiếp tục đến với chế độ nhặt thẻ. Cơ bản là game lúc nãy chơi ngắn quá nên là làm thêm một game nữa nhỉ. Hiện tại thì cái nick bên server Thái Lan của kẹo thì khá là cùi anh em ơi. Thế nên là, đây anh em thấy không ạ, tôi còn chả có đồ để mặc. Với lại thì có một điều nữa, đấy là đồng đội người Thái Lan và máy tôi xài iPhone nó lại cứ hiện cái hỏi chấm này. Anh em thấy vãi lúa không ạ? Nhưng mà không sao cả, đấy. Đơn giản là khi mà anh em chơi trong game nó vẫn là tiếng Việt bình thường, chẳng qua là có mỗi tên đồng đội thôi. Với lại thỉnh thoảng có một số banner tiếng Thái thì tôi không thể nào mà đọc được anh em ạ. Thôi không sao nhá. Rồi nhá, let's go, từ từ kiếm kill nào. Hiện tại thì team mình và team bạn là hai team vẫn chưa giao tranh với nhau nhá. Và trong chế độ này thì tất nhiên là anh em sẽ không có gì để có thể loot đồ được rồi. Ui, cái đậu xanh gì đấy hả? À đây rồi, đây rồi. Ui dồi này làm sao. Và mỗi lần hồi sinh thì các bạn sẽ mặc định là được tặng 2 túi máu nhá. Ok này, combo x2 rồi nhá. Hay quá nhở. Rồi nhá, ra ngoài cái này. Ơ đậu xanh, ngoài này còn ai nữa không nhở? Ui, từ từ anh em ạ. À đây rồi, thì ra mày lựa chọn cái chết này. Thì ra mày lựa chọn cái chết này. Yes. Ok nhá, và đến với combo 3 rồi. Ây, nhặt được 3 thẻ bài liên tiếp nhá. Let's go. Ui vãi trưởng, có địch anh em ơi. Có địch anh em ơi, toang hoang rồi. Ui đừng anh em sợ, đừng anh. Yes, combo 4 luôn nha. Đó, anh em thấy không ạ, rất đơn giản nhá. Thì chơi cái game này nó cũng khá là thú vị nhở. Chế độ mới nhặt thẻ nha anh em. Và thi đấu theo cái thể thức là tử chiến nhá. Mình nghĩ là mới ngày hôm nữa thì cũng sẽ ra mắt tại server Việt Nam thôi. Ui đậu xanh. Mình thấy là server bên Đài Loan mở rồi nè, server bên Thái mở rồi nè. Brazil thì mình chưa biết tại mình chưa có login đấy. Đậu xanh. Việt Nam tôi nghĩ là chắc là mai thôi, tầm đấy, mai hoặc ngày kia thôi. Thường thì Việt Nam sẽ muộn những cái chế độ này ấy, sẽ mở muộn hơn các cái nước khác tầm khoảng là từ 1 đến 2 ngày. Nên là hôm nay tôi trải nghiệm trước cho anh em này, chế độ nhặt thẻ nhá. Đó, khá là thú vị đấy nhở. Thì bình thường là anh em đang luyện tập khả năng leo rank tử chiến nhiều mà. Thế nên là lâu lâu mà anh em gãy nhiều quá, cứ vào chế độ này chơi giải trí này, lượm thẻ này, khá thú vị anh em đừng đùa nhá. À đủ, để tôi đi kiếm người đấy anh em ạ. À, cái bọn ngoài này chúng mày trốn đâu rồi hả? Anh lại sợ chúng mày quá. À đây rồi. Ui vãi trưởng, kìa nó ngay sau lưng kia. Má đồng đội mình áo hệ ao rồi. Vai cả trưởng gì đây? Thế méo nào anh em. Ui rồi ôi, cái gì đây? Trời ạ. À, kìa, lại để nó lượm thẻ kìa. Vãi. Mấy ông Thái Lan này chơi game tạ vãi trưởng anh em ạ. Mày này. Rồi nhá, đấy, lượm thẻ. Mình có combo x5 rồi nhá. Máu không. Ui có người này. Có người này, mày làm sao đấy hả? Yes, combo x6 rồi này. Dã man chưa anh em, thì dã man chưa. Ê, từ từ nhá. Chắc là tôi ra ngoài này xíu này. Đậu xanh, à đây rồi này. Vỡ đầu nhẹ nhàng cái. Ui đừng anh. Combo x7 này, phun máu này. Tao lại sợ mày quá cơ. Combo x8 này. Ăn cái thẻ của đồng đội anh em ạ. Đấy, đồng đội bắn mà tôi lại ăn. Thật ra thì ai ăn cũng được mà. Ui, cái đậu xanh này đi đâu? Ok luôn, ui, có mỗi 9 rồi nè. Vãi trưởng, anh đừng anh ơi, em đang nhiều máu rồi. Vai, phần này toang rồi. Đậu xanh, gì đấy hả? Mày này, tao lại sợ mày quá cơ. Ui, còn tí máu, ui, toang rồi. Mà, tích điểm có mỗi 9 nên vẫn toang anh em ạ. Nghĩ đâu chán đúng không? Rồi nha, ở đây nhá. Let's go mọi người. Vào đây. QDA của mình giảm xuống còn 5.0, vai luôn, chán nhờ. Thôi không sao. Đây, chuẩn bị let's go nhá. Ơ, cái gì đấy? Mấy ông từ từ thôi, ui giời. Làm gì phải căng thẳng đấy, từ từ thôi. Đây, để tôi ra ngoài này. Làm sao đây à? Ui, từ từ. Anh ơi, làm gì thế hả anh? Mày này, tạo sợ mình quá vỡ đâu. Ok, qua lượm cái thẻ nào anh em nào. Yes. Đây mới là combo 1 thôi anh em ấy. Còn chưa nổi combo x2 nữa, từ từ. Thế là phải tích cực, phải kêu nhiều mạng vào. Hiện tại thì mình được 78 điểm rồi. Ui dồi ôi, thế này thì sắp win rồi. Đậu xanh 78 điểm rồi nhá. Xem chú sống nổi không này. Yes. Xong, 81 điểm luôn. Hai combo và buya. Thì các bạn thấy không ạ, cái chế độ chơi mới này nó cũng khá là đơn giản thôi. Nó là chế độ nhặt thẻ nhá. Tử chiến nhặt thẻ.
nếu mà anh em gọi đầy đủ, bởi vì là nó thi đấu theo thể thức tử chiến mà. Vâng, phải nói là khi mà anh em lượng combo nó nhiều lên ấy, thì người anh em có một cái luồng sáng kiểu như là... Như nào nhỉ? Tôi sẽ diễn tả như kiểu là ngọn lửa ma chơi vậy. Đấy, ok nhá. Và được rồi, mọi người ơi, tiếp tục lại thêm một trận đấu nhặt thẻ nữa, ok chưa? Anh em đã sẵn sàng chưa? Và vẫn là combo P90 thì các bạn sẽ được trang bị thêm là một cái súng băng này, hai trái bông keo này, hai túi máu này. Và mình thấy là combo này khá là ổn luôn nhá. Bonus thêm một cái gậy bóng chày. Nhưng mà thường thì mình sẽ vứt cái gậy bóng chày đi chạy cho nó nhanh đấy, tránh trường hợp đấy là đồng đội nó lượm mất cái thẻ của mình đấy. Anh em mà địch xong đồng đội qua lượm thì thật sự là cũng hơi cay nhở đó. Nên là mình cũng không thích như vậy, nên là mình vứt luôn gậy bóng chày để chạy tay không cho nó lẹ nhá. Ui, cái gì đấy? Thằng nó đây, mày à? Ui, tao lại sợ mày quá cơ. Ui rồi ôi, chạy trốn đi đâu? Chạy trốn đi đâu để vỡ đâu? Ok 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 nhá. Từ từ anh em chờ tôi tí. Ui thằng kia nó vẫn đứng đấy, nó không chạy anh em ạ, nó vẫn đứng đây. Được rồi, thế thì chúng ta lại phải chạy qua thôi. Nó không chạy thì chúng ta chạy lo gì nhở? Mày này, làm sao? Trốn đi đâu? Úi rồi, làm gì đấy hả em ơi? À, thỏ à, làm gì đấy hả? Ui, vãi trưởng. Trời nhảy thế, ai lại dựng bông keo thế? Thế thì chơi làm sao nổi? Ây, đó, anh em thấy không ạ? Tôi vừa gọi là cướp thẻ của đồng đội nhá, đấy. Mày này, làm sao đấy hả? Ok này, mạng thứ ba này, ngon chưa, ngon chưa? Ui nữa này, let's go. À, khi mà anh em ăn thẻ của đồng đội thì nó sẽ không hiện combo nhá. Úi dồi, toang rồi. Pha đấy thật sự là hơi chủ quan anh em ạ. Vai lúa thật, ok, ok mọi người. Rồi nha, vào đây, chúng ta let's go nào mọi người ơi. Ui, cái gì đấy ạ? Cái gì đấy ạ? Tao lại sợ mình quá cơ, yes. Mà, mình bắn mà. Đồng đội nó lượm mẹ thẻ anh em ơi, nghĩ nó chán. Úi dồi ôi, cái chế độ này là chế độ người làm chó hưởng nha anh em đậu xanh. Anh em cứ bắn mà đồng đội nó chạy đến nó ăn cái thẻ bài là anh em cũng chịu thôi đúng không nào? Ui vãi trưởng. Giá thế anh ơi, từ từ anh ơi, QD của em còn 4.0 này. Vãi cả trưởng. Mày chạy đi đâu này, đứng lại. Thằng kia đứng lại, nhanh. Solo không em? Ui dồi ôi, quả dựng bông keo này, dựng bông keo này. Cái gì đấy? Ui dồi. Mà bắn ngáo quá anh em, sorry mọi người nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục lại. Ok, mình vừa vứt cái gậy bóng chày cho nó nhanh anh em ạ, chúng ta có thể chạy nhanh hơn nhá. Vãi trưởng, quả QD còn 2.0 này. Ui dồi. Thế này chơi gì này? Xong, vỡ đầu nhá. Nhanh. Đó, lượm thẻ sương sương nhở. Rồi nha, địch đâu hết rồi. Hóng thôi anh em, đi kiếm địch thôi này. Ai, hình như là chỗ này có người à? Úi dồi, làm gì đấy hả? Anh lại sợ chủ quá cơ. Nhanh anh em. Úi dồi này. Mấy đứa đồng đội làm gì có cơ hội lượm thẻ của mình. Ui, vãi trưởng, có người này. Có người này, đứng lại em ơi. Ấy anh em, thôi. Đấy. Đấy, úi dồi ôi. Anh em tranh nhau lượm thẻ, thế này toang. Thế này toang thật anh em. Ok, mình mới được combo 2 thôi. Mình sẽ phải tiếp tục thôi anh em ơi. Tiếp tục đi kêu mạng nào. Sao bên này kiếm địch này. Ơ, một đứa treo máy này. À, treo máy thoát trận à. Treo máy thoát trận à, yes. Nha anh em, chúng ta có combo 3 nè. Ngon không ạ? À, mấy thằng này. Ra đây làm gì hả? Úi dồi, từ anh em ơi. Từ anh em ơi. Mày này, ui, có chừng nhá. Mình mới để độ nhạy lên cao nên là thi thoảng bắn hơi ngáo, anh em thông cảm nhá. À, chỗ này có người này. Mày này, cái gì đấy? Yes. Ok luôn anh em, mới combo 5 rồi này. Uầy, tuyệt vời anh em, tuyệt vời rồi. Gì đấy? Cái gì đây? Thanh niên nào đây? Yes, ui rồi. Lên nào, combo 6 rồi nhá. À, đủ, anh em thì thú vị không ạ? Nữa nào, hóng thôi anh em. Đây hả? À, đậu xanh, từ. Từ bạn đây, từ bạn đây, làm gì đấy? Ui, mình lại sợ bạn quá cơ, đứng lại bạn ơi. Ây bạn ơi, bạn ấy đứng lại này. Nhanh ok, lượm thẻ nhá. Ây, đậu xanh này gì đấy? Má, chạy đi đâu em ơi? Ok anh em ơi, chúng ta có combo 7 nè. Tuyệt vời luôn mọi người ạ. Với team mình thì 69 điểm rồi. Úi dồi, thế này team địch làm sao mà gỡ được này. Team địch mới có 13 điểm thôi. Úi dồi, xịt ở đây. Sao, ui 79 điểm, 80 điểm luôn. Ây, anh em thấy không ạ? Tức là cái combo càng lớn nha anh em, tích điểm càng nhanh luôn và booyah. Cực kỳ đơn giản này. Hôm nay thì kẹo sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.